thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao pháp môn tam ma địa đối với quả vị giác ngộ cao tổ có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao pháp môn đà la ni đối với quả vị giác ngộ cao tổ có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Địa pháp môn Tam Ma địa có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Địa pháp môn Đà La ni có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao, chân như của pháp môn Tam Ma Địa, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối nuôi trăng, xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao, chân như của pháp môn Đà La Ni, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui trăng, xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Đìa chân như của pháp môn tam ma địa có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Đìa chân như của pháp môn đà la ni có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao mười lực phật đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tám pháp Phật bất cộng. Đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? liềm mười lực Phật có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Đìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của mười lực Phật đối với quả vị giác ngộ ca tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của mười tám pháp phật bất cộng đối với quả vị giác ngộ cao tổn có thối lui trăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của mười lực phật có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của mười tám pháp phật bất cộng có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện